Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Lần này là cái bộ sưu tập khủng long có cái màu xanh biển như thế này. Đây là cái phần mới nha các bạn. Mình đã tổng hợp ra được một số bạn khủng long có cái màu xanh biển ở những cái thể loại khác nhau mà mình đã lựa ra gần đây. Ok, cùng kiểm tra với mình ngay lập tức nè các bạn. Let's go. Đầu tiên, đây có thể nói ta-da. What? Tôi là khủng long Dilophosaurus nhưng mà phiên bản thọt cái ngón tay giờ nói chuyện nha. Là một cái con khủng long Dilophosaurus nhưng mà chỉ có cái đầu thôi các bạn ơi. Nó có màu xanh dương như thế này. Đó, mà mình thọt cái ngón tay vào để mình có thể gọi là trở thành những cái con khủng long mà giai điệu bằng ngón tay nha các bạn. Đó, Finger Dinosaur. Nhìn cũng khá là tức cười nha các bạn. Rồi, ở đây mình có thêm một bạn khủng long khác mà cái phiên bản legal. Đây có thể nói là cái bạn Elasmosaurus nha các bạn. Elasmosaurus thì một cái con khủng long bơi thằn lằn cổ rắn ở dưới biển nha các bạn. Đó, kích thước cũng khá là lớn nha. Và nó có thể di chuyển khá là nhanh dưới mặt nước biển. Đặc điểm của cái con khủng long thằn lằn cổ rắn này các bạn, thì nó sẽ có cái cổ rất là dài như thế này và chạy phát như này để đuổi theo bắt lấy những cái con cá nhỏ hơn và nuốt vào trong cái miệng của nó với một cái thân cổ khá là dài. Và cái phần bụng của nó rất là lớn nha các bạn, nó có thể ăn rất là nhiều cá trong một khoảng thời gian ngắn luôn. Đó. Ở đây mình còn có thêm một cái bạn khủng long Triceratops mà cái phiên bản màu xanh biển khá là độc lạ như thế này. Cái mỏ nó màu hồng các bạn ơi. Cái mỏ màu hồng thì có thể tượng trưng cho một cái con khủng long Triceratops mà giống cái nha các bạn. Đó, phiên bản này mini figure thì nhựa của nó là nhựa PVC, có hơi cứng một chút xíu nha các bạn. Với cái màu sắc là màu xanh mix với màu nâu nè. Rồi có những cái chấm bi ở trên cái body của nó nhìn cũng khá là độc lạ luôn. Phiên bản chibi các bạn ơi, Triceratops khá là đẹp nha. Rồi, một cái phiên bản màu xanh khác nữa đó chính là Velociraptor mà phiên bản lắp ghép các bạn ơi. Đây là cái phiên bản, để mình nhớ lại coi, đây là cái phiên bản lắp ghép mà có được trang bị thêm những khẩu súng rồi những cái thiết bị áo giáp rồi này nọ đó các bạn, mà mình không biết là mình để đâu mất tiêu rồi, chỉ còn lại những cái bộ phận như thế này thôi, là những cái thiết bị đi kèm của bạn này đã bị mất rồi. Nhưng mà bạn này là bạn Velociraptor nha các bạn. Đó, cũng khá là đẹp. Chúng ta sẽ đến với những nhân vật khác. Đây là một bạn khủng long bơi dưới biển khác nữa các bạn ơi, mà phiên bản này được trang bị thêm một cái khẩu súng nha. Đó, các bạn này có mặc thêm áo giáp các thứ này các bạn. Đó, cái miệng cũng có thể mở ra như thế này. Một con khủng long bơi ở dưới biển nha. Và bây giờ nó được trang bị thêm cái mẫu súng phòng không tầm xa như thế này. Mình có thể bật lên khá là cao như thế này để có thể bắn ra một cái tia lửa điện ở phía đằng rất là xa nha. Rồi mình thử bắn một cái con khủng long nào đó ở đây đi. Thử bắn khủng long robot đi các bạn. Thì nó có một cần gạt ở đây nha. Thì mình sẽ để ý và bắn nè. 1, 2, 3. Đó, cực kỳ mạnh mẽ luôn nha các bạn. Nó bắn rất là mạnh và bắn rất là xa luôn. Wow, một cái con khủng long được trang bị thêm một khẩu súng rất là xịn sò. Rồi, cái con mà bị bắn lúc nãy đó chính là cái con khủng long robot này các bạn. Thì cái con khủng long robot này là bằng kim loại nha. Mình có rất là nhiều những cái phiên bản khủng long robot dạng như thế này. Thì cái phiên bản bằng kim loại này là nó có thể biến hình ra thành một cái chiến binh robot như thế này các bạn. Những cái phiên bản trước là mình có một cái quả trứng khủng long bạo chúa cũng có khả năng biến hình giống như cái dạng tương tự vậy, nhưng mà bằng nhựa nha các bạn. Còn cái phiên bản này là bằng kim loại nha. Đó, rất là đẹp nè. Nó đã biến thành một chiến binh robot với hai cái bàn tay nè, nhỏ nhắn xinh xinh nè. Đó. Trình cũng rất là này nọ đúng không các bạn. Một cái chiến binh robot mà cái phiên bản bằng kim loại nha. Đó. Rồi, ở đây mình có thêm một cái phiên bản gọi là Cat Car, có nghĩa là Dinosaur. Thì cái phiên bản này là phiên bản xe nha các bạn, nhưng mà nó là phiên bản Super Hero. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái bạn siêu nhân khủng long Triceratops Basin 123. Đó, thì bạn này có một cái áo choàng ở phía trên lưng, cho nên cái áo choàng là cap đó các bạn. Thì cái phiên bản này sẽ chạy như thế này. Mình sẽ kéo xuống cái áo choàng xuống nha, sau đó buông ra nè. 1, 2, 3. What? Chạy luôn các bạn ơi. Phiên bản này khá là hay nha. À, rất chạy ức ư là mạnh luôn cho một cái phiên bản khủng long như thế này. Phía bên trái của mình sẽ có một bạn Amagasaurus. Cái phiên bản này là nó có màu xanh biển nè,
nó mix với một chút màu tím ở trên những cái gai lưng của nó, là hai cái dãy gai song song chảy dài từ phần đầu cho tới phần body, và cuối cùng là nó gặp lại ở một cái dãy gai cuối cùng là từ phần bụng dưới của bạn này, lưng dưới nha các bạn. Đó, thì nó chảy ra cái phần đuôi thì nó hơi ế một chút. Cái phiên bản Amargasaurus là một cái con khủng long cổ dài ăn cỏ có kích thước lớn nha các bạn. Và đặc biệt cái con này nó có cái dãy lông này, cái nó là lông cứng nha các bạn. Nó gần như là sắp trở thành những cái sừng li ti ở trên lưng của nó rồi đó. Hả? Rồi, ở đây mình có một cái phiên bản khủng long lắp ráp bằng ốc vít như thế này. Con này là cái con khủng long cổ dài Brachiosaurus, cũng là một cái con khủng long ăn cỏ được lắp ráp với rất là nhiều những cái con ốc vít như thế này các bạn. Đó, và các thành phần khác nhau mình đã lắp lại. Sau đó mình sử dụng cái tua vít bằng tay hoặc là bằng cái khoang điện nha, để có thể dặn chặt những con ốc này lại, giúp cho các bạn khủng long Brachiosaurus này của mình có thể đứng được và tạo ra những cái tư thế khác nhau. Ở cái phiên bản ốc vít này mình có rất là nhiều những cái phiên bản ốc vít nha các bạn. Và nó có rất là nhiều loại, các bạn có thể xem lại ở kênh của mình Shin Dino, sẽ có rất là nhiều những cái bạn khủng long tương tự như thế này với kích thước khác nhau nữa. Ở đây mình đã có thêm một cái bạn Velociraptor của phiên bản Mighty Megasaur. Phiên bản này là phiên bản mini figure của Mighty Megasaur nha các bạn. Đây là phiên bản Dragon Eye Toy Story Number của bạn này. Ở cái phiên bản Velociraptor này thì các bạn có thể thấy là cái thao tác nó sẽ như thế này. Mắt nó sẽ phát sáng khi chúng ta kéo cái tai của nó xuống nha, thì cái miệng của nó sẽ mở ra, đồng thời phát ra âm thanh ở phần đuôi như thế này. Phần bụng của nó chứa pin và những cái bước chân của nó có thể tạo dáng được nha các bạn. Đó, đây là cái con Velociraptor mini figure của Dragon Eye Toy mình đã sưu tập. Ở cái phiên bản, những cái phiên bản lớn hơn mình cũng đã sở hữu luôn nha các bạn, mà mình đã giới thiệu các bạn ở những video trước rồi. Mình còn có thêm một cái bạn khủng long robot nhưng mà kích thước lớn hơn với cái phiên bản khủng long bằng hợp kim nhựa lúc nãy nha các bạn. Phiên bản này là cái phiên bản mà nâng cấp hơn một chút xíu, nhưng mà phiên bản bằng nhựa chất lượng thì không thể so sánh bằng cái phiên bản hợp kim rồi. Nhưng mà cái phiên bản bằng nhựa này thì có một thao tác ở có nút ứng ở trên lưng như thế này, để cho các bạn biết là cách các bạn chiến binh robot sẽ biến hình một cách nhanh gọn lẹ bằng chỉ cần một cái nút ấn như thế này. 1, 2, 3. Đó. Thì các bạn có thể thấy được cánh tay robot nằm ở phía bên trái như thế này, và cái đầu của robot tự động bật lên, đồng thời cái miệng nó sẽ bật ra như thế này. Trên này mình nghĩ là có pin nè các bạn ơi, nhưng mà mình không thấy công tắc ở đâu hết. Đáng lẽ là khi nó mà bật lên như thế này thì nó sẽ phát ra cái âm thanh gọi là transformation đó các bạn. Đó không? Thì kiểu dáng của bạn này sẽ đứng xuống được luôn nha. Đó, khá là giống với phiên bản hợp kim lúc nãy luôn, nhưng mà kích thước lớn hơn và bằng nhựa thôi. Chúng ta sẽ đến với những cái nhân vật khủng long cổ dài ở phía đằng này. Wow! Và cái phiên bản khủng long cổ dài ở phía đằng này là phiên bản hai mẹ con khủng long cổ dài nha các bạn. Đây là một cái con khủng long baby nè, cũng khá là dễ thương ở cái phiên bản này. Khuôn mặt của nó đang cười kiểu như rất là tươi vui khi ở cùng với mẹ của nó nè. Còn mẹ của nó cũng rất là vui nha. Đây là một cái con khủng long cổ dài Diplodocus nha các bạn. Đó, kích thước khá là lớn nè, phiên bản hai mẹ con như thế này. Oh yeah. Còn lại các nhân vật ở phía đằng này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bạn Therizinosaurus, một bạn khủng long móng vuốt được trang bị thêm một cái khẩu súng phòng không tầm xa ở trên lưng của bạn ấy như thế này, và đã được nộp đạn sẵn sàng rồi các bạn ơi. Cái khẩu súng này có thể xoay được 360 độ nha, bắn trực diện ở nhiều cái phương hướng khác nhau nha các bạn. Bạn Therizinosaurus này là một bạn khủng long móng vuốt mà phiên bản này mình đã có cắt ra những cái khúc khác nhau mà mình đã lắp ráp lại nha các bạn. Mỗi cái phần tay chân nè, cổ nè, đuôi nè, đó là những cái phần mà mình đã lắp ráp lại nha các bạn, thì để ra được cái thành hình của các bạn khủng long Therizinosaurus này. Rồi, cách thao tác của các bạn Therizinosaurus này sẽ như thế này. Mình sẽ có cái đuôi của nó nha, mình sẽ gật lên gật lút như thế này, thì giữ cái chân nó lại, thì cái con Therizinosaurus nó sẽ quật cái cổ và cái tay nó sẽ di chuyển theo nha các bạn. Đó. Rồi, khẩu súng trên lưng của nó đã được nạp đạn sẵn rồi. Mỗi khi nó chuẩn bị sẵn sàng thì nó sẽ nhắm bắn nha các bạn. Rồi, nhắm bắn một cái con khủng long nào đó đi, khủng long robot hai đầu ở phía đằng kia đi. Rồi, có cái công tắc ở đây thì mình sẽ bắn nha. 1, 2, 3. Đó. Cũng bắn rất là mạnh mẽ và rất là điêu luyện luôn nha các bạn. Oh, ghê chưa? Đây là cái viên đạn mà nó đã bắn ra nè. Wow, quá là xịn sò đúng không các bạn? Ok,
Vậy là mình đã có hai cái phiên bản mà có khả năng bắn súng từ xa rồi nha. Rồi, chúng ta sẽ còn một cái phiên bản khủng long khác, đó chính là Triceratops. Một cái phiên bản khủng long ba sừng khá là độc lạ với cái phần âm thanh ở phía đằng này. Đó là nhựa cao su mềm nha các bạn. Cái phiên bản này rất là dễ thương luôn. Mình sẽ bóp cho các bạn nghe âm thanh. Ồ, nó phát ra 3 lần âm thanh và có đèn phát sáng ở phần phát ra âm thanh luôn nha. Đó, rất là đẹp và khá là dễ thương ở cái phiên bản Triceratops này. Ở phía bên này mình sẽ lấy cái bản khủng long mà gọi là Pteranodon, mà cái phiên bản robot có hai cái cánh như thế này. Ê, có hai cánh khá là lớn và đặc biệt là cái con này nó có hai đầu nha các bạn. Một cái con khủng long Pteroso mà có hai đầu rất lư là mạnh mẽ và được biến hình thành một cái chiến binh robot màu xanh như thế này. Đây các bạn có thể thấy là cái dáng của chiến binh robot của chúng ta đang sử dụng hai cái thanh gươm ánh sáng nha. Nó là hai cái thanh gươm màu xanh như thế này, rất ư là đẹp. Và bạn chiến binh này của mình là được trang bị thêm hai cái cánh ở phía đằng sau. Ở phía đằng sau nó còn có đuôi, là những cái đuôi gai rất là dài nha. Nó giống như một cái cây mà gọi là cây gì đó các bạn. Cái cây mà cái cây dài dài mà gọi là quất vào cái con ngựa đó, kiểu vậy. Rồi ở đây nó sẽ có một cái nỏ nè. Cái nỏ trên lưng mình sẽ gắn vào trên lưng nó luôn nha. Nghĩa là cái con chiến binh robot này nó sẽ sở hữu được ba cái vũ khí rất là lợi hại, đó là hai cái thanh gươm này và một cái nỏ. Đồng thời hai cái đầu của khủng long Pteroso sẽ trở thành là hai cái bạc thân khá là độc lạ của cái bạn chiến binh robot này. Wow, xịn sò nha. Rồi, chúng ta sẽ đến với các bạn Godzilla đi các bạn ơi. Godzilla ở phiên bản này là phiên bản Walking nha. Phiên bản này có thể di chuyển được và ngoài ra được trang bị thêm một cái cây cầm ở tay như thế này. Nó trở thành là khi mà mình cầm trên tay nó thì nó sẽ trở thành một cái con khủng long trung thu nha các bạn ơi, để dành đi chơi trung thu đó. Dành cho những bạn nào mà thích cầm khủng long hay là Godzilla đi chơi trung thu thì có thể sở hữu các bạn Godzilla này nha. Ở cái phiên bản Godzilla này chúng ta có thể thấy là cái lá phiến nè và gai của nó đã biến đổi ở phần lưng như thế này. Đó, màu xanh mix với màu vàng và thêm một cái màu xanh lá cây rất là nổi trội ở phía bên trên. Đó, đây là thao tác của bạn ấy. Di chuyển rất là mạnh, rất là nhanh và mạnh mẽ nha các bạn. Và nó có đèn phát sáng, đồng thời âm thanh nó cũng di chuyển rất là đẹp luôn. Rất ư là mạnh mẽ cho một bạn Godzilla nha. Còn lại hai cái nhân vật màu xanh ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn. What? Đây là một cái bạn khủng long robot nha các bạn. Khủng long robot mà được lắp ráp lại từ nhiều cái chiếc xe. Đó, nếu các bạn nào chưa xem có thể xem lại cái clip review về cái bạn khủng long bạo chúa mà được lắp ráp từ nhiều chiếc xe này ở trên kênh Gastoy của mình nha. Thì cái phiên bản khủng long bạo chúa được lắp ráp lại từ nhiều mảnh khác nhau của những chiếc xe nha các bạn. Cái đầu nó có thể gỡ ra được như thế này luôn nè, khá ư là xịn sò. Và cái khẩu súng cũng tương tự như vậy, nó là những cái cục hít nam châm ở phía trên đầu của bạn khủng long này của mình. Đây là khủng long bạo chúa nè, mình sẽ gắn đầu vào. Đó, ok. Và các bạn khủng long bạo chúa này cũng được trang bị một cái khẩu súng tầm xa như thế này, rất ư là mạnh mẽ. Ở phía bên này là những cái bạn nhỏ gọi là những cái nhân vật đi sửa chữa cho các bạn khủng long, cũng như là điều khiển các bạn khủng long robot này di chuyển và chiến đấu nha. Cái chân của khủng long bạo chúa này của mình cũng khá là này nọ đó các bạn, và nó có thể di chuyển được. Đặc biệt cái phần đuôi của nó cũng có thể gật lên gật xuống như thế này. Và nó có thêm trang bị thêm một cái gọi là thiết bị gọi là thu phát sóng nha các bạn, để nhận thu phát sóng nha. Khá là độc lạ. À, một cái chiến binh khủng long robot mới mà mình đã sở hữu được các bạn ơi. Một con khủng long bạo chúa thật sự nha. Và cuối cùng đó chính là cái bạn khủng long bạo chúa Walking Dino này của mình. Phiên bản này hình như đã hết pin rồi các bạn ơi. Phiên bản này cái đầu nó có thể gập lên gập xuống như thế này. Rồi, phần pin mình sẽ bỏ vào phần đuôi nha. Và bật công tắc lên thì nó sẽ di chuyển nè, đồng thời bước phát ra âm thanh và có đèn phát sáng ở miệng nè, lưỡi nè. Và nó có thể phun khói ra được nữa nha các bạn. Đó, và nó có thể đẻ trứng nữa. Trời ơi, con này nó có rất là nhiều tác vụ luôn nha. Đó, một cái con khủng long bạo chúa kích thước lớn như thế này các bạn cũng nên sở hữu để bổ chung vào cái bộ sưu tập khủng long mà mình yêu thích nha. Đó, vậy là mình đã cùng nhau kiểm tra lại những cái bạn khủng long có màu xanh rất là độc lạ ở phiên bản này của mình nha. Ok, các bạn thích nhân vật nào nhất hãy để lại bình luận cho mình biết. Đừng quên ấn like, subscribe cũng như là follow kênh của mình.
Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo với những bạn khủng long mới và chất lượng hơn nữa nha. Bye bye.